Xin chào các chị và các bạn. Hôm nay bên em xin chia sẻ cũng như giới thiệu đến các chị và các bạn những cái sản phẩm mà đặc trị rệp sáp cho cây trồng. Ở đây thì bên em có 4 sản phẩm đặc trị rệp sáp. Thì 4 sản phẩm này khi ta sử dụng thì chỉ từ 1 đến 2 lần là sửa sạch, không gần như là đặc trị rệp sáp không phải xịt lại lần thứ 3 thứ 4. Thì sau 1 đến 2 lần sử dụng thì rệp sáp sẽ sạch sẽ và hết hoàn toàn. Thì ở đây có 4 sản phẩm thì sẽ phù hợp, cùng là công dụng là đặc trị rệp sáp nhưng sẽ phù hợp trong 4 hoàn cảnh xài khác nhau, 4 hoàn cảnh sử dụng khác nhau. Vì ở đây là thứ nhất là nó khác về hoạt chất, thứ hai là khác về mùi đấy, thứ ba là công dụng. Thì ngoài công dụng đẹp sáp thì nó còn có thêm một vài công dụng khác. Đầu tiên thì ví dụ như cái sản phẩm Bihopper này, Bihopper thành phần là abamectin cộng dầu khoáng là bimetrium này, oil này, dầu khoáng. Thì cái sản phẩm này rất phù hợp cho việc sử dụng những cây cảnh trong nhà, ví dụ như là cây cao của Nhật này, cây cao cảnh này, hay là những cái cây mà hay bị rệp sáp đấy, thì các anh chị sử dụng trong nhà thì là an toàn. Nhưng mà cái Bihopper này vẫn có mùi hôi, đấy là an toàn vì nó là có nguồn gốc sinh học. Này các anh chị thấy. Tiếp theo thì nó là cái chai Movento. Cái Movento này tuy không phải là gốc sinh học nhưng mà mùi hôi rất là nhẹ, nhẹ nhất trong 4 dòng luôn. Và nó là hoạt chất là CPF Rotetramat 150g trên lít này. Thì nó tuy nó không là sinh học nhưng mà nó rất là nhẹ mùi, gần như không có mùi. Ví dụ như cái những mình có thể xịt những vùng cây mà có nhiều người qua lại, ví dụ như là để lại mùi hôi rất khó chịu, thì ta cứ dùng dòng này thì nhẹ mùi, không bị mùi hôi. Nó là Movento. Thì ngoài trừ đẹp sáp ra thì Movento nó còn trừ được bọ chỉ, rễ sâu tơ, rồi sâu đục phân. Đây Movento. Tiếp theo là một cái sản phẩm Macfort. Macfort là một sản phẩm của công ty Hợp Chí với thành phần là Chlorpheniethyl 500g trên lít thành phần. Thì với cái sản phẩm này thì nó có thể trị được là thứ nhất là sâu đục thân, thứ hai là rệp sáp. Đặc trị nhất của nó là rệp sáp. Nhưng mà cái sản phẩm này, cái nhược điểm của nó là thứ nhất là nhũ dầu keo, thứ hai nữa là nó là một trong những gốc rất là hôi, nên là khi mà ví dụ xài trong gần nhà là không được rồi, chỉ xài trên những vườn cây lớn, vườn cây ăn quả, vườn cây công nghiệp thôi, gần nhà là không thể sử dụng, tại mùi rất là hôi. Gần như là để mà phai mùi phải là 1 đến 2 ngày cái cảm giác là cái mùi nó nhảy bớt đi. Và cái này là đặc trị sâu đục thân và rệp sáp, sâu thân là rệp sáp. Tiếp theo là một cái sản phẩm Cerefort của Bảo vệ vật Sài Gòn. Thì thành phần nó sẽ gồm là Cibermethin 55g trên lít và Chlorifort Ethy là 530g trên lít. Thì với cái chai Cerefort này sẽ là hai hoạt chất. Và ngoài đặc trị rệp sáp thì Cerefort này nó còn trừ được, thứ nhất là sâu, thứ hai nữa là sâu chích thuốc, là ví dụ như là rầy rệp. Đấy, rầy rệp là cái Cerefort này đặc trị hơn. Còn cái này thì nó không đặc trị rầy rệp, nhưng nó như vậy, nó đặc trị rệp sáp thôi nhưng nó không đặc trị con rầy nó bay được, nó chích thuốc xong nó bay được. Đây thì nó không, này không đặc trị bằng cái chai Cerefort này là đặc trị hơn. Thì mỗi cái sản phẩm nó sẽ phù hợp cho mỗi cái điều kiện sử dụng. Ví dụ như anh chị nào cần không có mùi hôi, nhẹ mùi thì ta xài Movento. Các anh chị nào cần xài cho cái những sản phẩm trong nhà mà trị rệp sáp, trị thêm là nhện đỏ thì ta xài Bihopper là hợp lý nhất, vì nó không có gây độc hại, vì nó là sinh học. Còn các anh chị nào xài trên vườn lớn, vườn cây công nghiệp, vườn cây ăn quả lâu năm thì ta cứ sử dụng thứ nhất là Macfort. Nếu mà vườn nó không có bị rầy chống cánh đồ, không có bị rầy chích thuốc nhiều thì ta xài Macfort nếu mà để đặc trị rệp. Còn nếu mà vườn nào mà bị rệp nhiều rầy nhiều rồi sâu chích thuốc cũng rất là nhiều thì ta xài cái Cerefort là hiệu quả nhất. Đấy thì mỗi cái 4 sản phẩm này nó sẽ phù hợp cho những cái điều kiện sử dụng của mỗi gia đình hoặc là mỗi cái vườn cây khác nhau. Đấy rồi, cảm ơn các chị và các bạn đã xem.